Xong chụp xua bóng bóng khám ai cho nên khiêm chú mục phẹt trai cho thằng này nên khiêm nơi bóng hai bóng bóng thơ sờ lò mà chú trái cắt phê chà mà hôm nay cứ chứng anh khăn năng chà bà xin chú chọn ăn thằng này khiêm thơ mà hôm nay đòi là biếp nà nó xong tu sản tạc ọc nè chà. Hi everyone, so today I'm going to show you how to make this delicious catfish sour soup. This food very delicious and I love it so much. So if you want to know how to make this food, please keep on watching. Chà, lấy nước khiêm đã tất cho tất nông chân năng 4 kèo chà. Okay guys, so now I'm adding 4 cups of water into the pot and then we're gonna wait till it boiling and then we add ingredients in there. Chà, lấy đã cô sạc cây, tâm so, rụm đen, sạc rụi xài cho tất nông chân năng chà. Okay guys, so now I'm gonna go into add lemongrass, garlic, kaffir lime leaf and galinga into the pot. It just adds so much flavor into the soup. And then we're going to wait till it boiling. Chà, dừng tục ở bia bông pram để tí sân. Và tỏa mắt dừng đã sạch trái châu chà. So now it's boiling. And I'm going to add some catfish in there. So what we're doing here is to make sure like water is boiling. And then you add the meats into the pot. Chà, lấy nước khiêm đu vào bố chanh pro ai bia chạp chà. Okay guys, so I'm removing the skimming from the soup here, as you can see. Chà, lấy nước khiêm đặt tật trái chôl và hai chìa bay sập rìa bái. I'm adding 3 tablespoons of fish sauce here. Chà, nước khiêm đặt bờ chôl bằng tách. I'm adding a little bit of salt. Chà, nước khiêm đặt mà sai gồm bờ lắng và hai chìa mơ sập rìa bái. I'm adding 1 tablespoon of tamarind soup mix here. So the tamarind have a little bit sourness on it and some salts in there. So that's why I try to be light on salt in the beginning. Chà, lấy nước khiêm đã sọc sọc 2 sạp rìa bái. I'm adding 2 tablespoons of sugar here. And after we add all the seasoning in here and then pretty much add all the vegetable in and this food should be done less than 10 minutes. Chà, lấy nước khiêm đã celery chôl. Okay guys, so I'm adding celery into the soup. Right now, mà hộp nó cứ chăng anh khăn nào bóng bà ôn chai complex xa thôi nhằm chà hay nghe xua thơ mẹn tên thơ ta mà play rít chân màn nhà mày chà. Chà lấy ní khi em đạp sắt hay nâng bình bó chô chà. Okay guys, so now I'm adding tomato and mushrooms in there. So this food is just like a very healthy dish that I always love to make for my families here. So make sure you mix it well. Chà, dưa lia cho khỉa sắp bóng bóng hay bà lái nó cũng ở chân bê chà bà lái chân bê cứ ở chân anh tê chà mơ ta bà lái chân là mồm hay cứ dương lụa mơ mà đoàn tiết tứ lụa mơ tam chùm nón chất đầy dương chân nhằm chà sơ chú bóng bóng thay một cường mặt thay một tiết tứ chà. Okay guys, so give it a taste the way you like it, so it's a little bit sweet and sour to the taste, and if you like it more salty, add more salt in there. But I prefer like a mild balancing for this soup, and it's just like so fresh. You eat them with rice. Another thing too, don't eat lemongrass, kaffir lime leaf, and galinga. So these three things is need to be removed from the soup. Hãy bong bong bay soup cho ăn hay nâng cứ dưỡng đọc đen cô sạc cây hay là cô sạch chanh tư chả bố hả nâng dưỡng ăn nhằm tê chả ăn lỡ đó bê rụi rô hơi chả đu đã chan chả mơ tư tần nón nhằm nà bong bong hay chắc ngành thay niên thay chắc ngành mẹn tên hay miên chiết nà chả bố hả dưỡng nhằm tây lọ chả xa mập sọc hợp hiệp dưỡng. So now it's all done guys, look how delicious it look, and I'm adding a fresh Thai basil right on top to add some more flavor into the soup. Thank you so much for watching guys. Hai jeung thaim chi ka hom nou pi leu nung keu ruoy ro a hai bong bon cha hai mhop ni chngang complex sa thoe nyam cha som okkon bong bon da ban tosana video robas ning khnyom ja som okkon som chomreap lia cha.